Giờ đang ghé mua đồ tặng cho bà cụ. Cái sao mà tôi quen không? Cái cách cầm đi này là tại vì tôi làm chung một thời gian rất là lâu với bạn này trong một cái đồ này. Đó là cái cường tay này với cái cách đâu chị tính thử tính tiền nghe em hả? Tốt 50, hai lon sữa 44, gạo 17 xong, 17.85. 207 lấy cho ăn nhiêu con? Cho ăn này 2 mấy ngàn là 24 ngàn. Rồi con tính đi cho nhiêu. 246 ngàn. Thật ra là khi mà được mời tham dự chương trình này á thì bên chương trình bây giờ thì hai mẹ con đang ở địa phận thành phố Sóc Trăng. Bây giờ sẽ tới thăm nhà của một cụ bà nữa. Bây giờ mình đang vô quay nhà cụ bà nè. Có chiếc xe lăn ở ngoài. Bà ơi bà. Wow, con lại cho bà nữa hả con? Ôi, thôi, chị. Bà ơi, bà khỏe không? Dạ, con chào bà. Con chào bà. Ủa em là ở đâu vậy em? Em là ở Long Sơn mà. À. Chị. Ngồi dạ. Đó đoạn có cái ghế nữa. Rồi dạ mẹ vô đó rồi lại dạ, con ở đây còn quay. Cho bà. Hôm nay trao cho bà một ít đồ nhu yếu phẩm á bà. À. Bà ơi, con có hỏi thăm hôm giờ. Thì mới biết là bây giờ bà nghỉ bán rau, bà không còn đi bán rau được nữa phải không? Cái giò không là 2 năm rưỡi, cái giò này nè. Dạ. Ừ, rồi cái bữa họ hôm đó là bữa nay nó là 2 tháng rồi, cái thằng kia nó say rượu nó lại bà ở trên lề nó đụng cái gãy xem được. Trời ơi. Vậy đó hả? Rồi vậy là bây giờ bà ở nhà đây rồi bà ở với ai? Bà ở với ai bà? Bữa ai nấu cho bà ăn? Ai cho nữa chén cơm gì thì ăn đợi vậy. Con mua cái này là cháo nè, mì nè. Rồi đường, rồi sữa, rồi ngũ cốc. Dạ. Dạ. Rồi cái này là gạo. Mấy cái đó để cho bà dễ ăn á bà. Cho bà dễ à. Em ở Cần Thơ xuống. Dạ, con ở trên Cần Thơ á bà. Tại vì mình có đi cháo ra đây nè, Yến Thông á. Rồi, bà ơi, vậy là chị là bà, hồi trước tới 2 bà lận. Bà tôi chết rồi. À, con hỏi thăm thì nghe nói bà kia thì mất rồi. Mất rồi. Ngồi đi con. Được rồi. Dạ được rồi. Vậy thì bây giờ bà nấu hên bà ăn. Có cái lò củi nó con gái tôi kìa nó dọn. Rồi còn lại chó nữa rồi. Có em có được thì em kêu tôi gọi lại 2 lần là đó tên đồ lại cho ông sáng. Bà không có thấy đường đâu. Dạ. Gặp cô vậy mới mốt gặp con không biết. Dạ không sao bà ơi. Miễn sao bà nhận quà bà vui vẻ bà vui là được rồi. Là được rồi. À, bà đây là bà có được mấy người con? Trời ơi, con đưa tao mua người đâu, tao khổ lắm, tao trốn nợ tao đi Bình Dương 10 mấy năm nay rồi. Người 4 người không ai quan tâm gì tới bà luôn hả? Không có đồng bạc. Trời ơi. Khổ lắm. Thiệt. Dạ. Không có ai nuôi đâu, nó trốn đi ở Bình Dương. Con đông quá, mần không có đủ ăn. Bây giờ nè lộn xộn này ta đâu có cho gì à. Yeah. Mấy năm rồi không có gạo không có gì ăn đâu, khổ lắm, nói khổ là khổ à. Yeah. Bà này còn xuống xuống ta cô bác ta cho ăn bệnh nhìn khói rồi à. Không có đâu, không có cầm được 10 ngàn cho nó. Yeah. Ơi, bà không có lấy dốc có tội. Dạ yeah, con hỏi cho biết gõ cái hoàn cảnh gì đó để mọi người biết sẽ giúp đỡ đâu. Khổ lắm. Dạ. Ở xóm này người ta biết hết trơn á. Ta tội nghiệp bà lắm. Rồi cái chân bà, nãy là bà nói là nó đục chỗ này gãy 2 lần rồi, người ta cắt chỉ cho rồi. Dạ. Cái giò này á, lúc lắc kìa. Nó không có dính. Mà bà, vì nếu mà đi xe lăn thì kéo cái giò đi. Cái giò này kéo giò này. Dạ. Trời ơi, thấy gồ lắm. Dạ rồi. Khóc hoài ha. Thôi bà, hôm nay con thì con ghé thăm bà với được một sự giúp đỡ của một mạnh thường quân. Hai vợ chồng của em Lê Xanh và Dena ở bên Úc á, có gửi một ít đỉnh phần quà về để mà giúp đỡ cho những người già cả neo đơn đó bà.
con thì là cầu nối con đem đến để giúp cho bà thôi, chứ không phải là của con nha, con chỉ là ra cái công đi thôi, rồi con đem lại giúp cho bà, cũng mong bà sớm mau khỏe lại là đi được bình thường. Hôm trước trời ơi, bò không. Dạ. Rồi. Nó đẩy cái này đau lắm. Dạ. Ừ. Nhà bà chỉ ngồi chỗ vậy thôi á bà. Ngồi vậy rồi bò đi nó. Có thuốc uống thì đỡ, không có thuốc uống đi không nổi. Hôm qua con có đem thuốc lại cho mẹ nữa phải không? Dạ. Con đem cái thuốc đó là cái thuốc viên nó uống. Uống là nhức đầu đau nhất đủ cũng được. Chị là sao em nãy em chưa nghe rồi, cảm ơn. Đó chị cũng như em thôi à. Chị ở Giá Tượng gần đây nè, cái dạ. Bà đi ngang. Dạ. Đi ngang cái thấy cổ quá chị. Dạ bà. Dạ. Con bà cái hai vợ chồng của cái em đó ở bên Úc á. Dạ. Dạ nó giúp cho gửi tiền về để giúp cho bà đó. Dạ. Chứ không phải con á thì chỉ là cầu nối thôi. Dạ. Dạ. Con à, dạ con cảm ơn bà. Dạ đi về Cần Thơ bà ơi. Thì không. Dạ kịp mà. Hôm nay phước bà chỗ nha. Cảm ơn con nhiều. Kia mới dạ. Đồ này đồ. Dạ. Dạ. Con cũng mừng. À đây đâu hôm nay thì cô cũng thay mặt cho bà cụ đây. Cảm ơn vợ chồng con rất là nhiều nha. Chúc vợ chồng con và gia đình con cái của con đều được bình an mạnh khỏe hết. Dạ. Dạ con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Bằng đêm về đốt nhang gái đó. Dạ. Trời ơi hỏi cái cây. Làm sao biết không biết nó. Ừ con hả? Con có người quen ở đây nè. Dạ. Gái là con ngồi chơi chút mới về nha. Dạ con nhận rồi hai lần. Dạ. Con ở đây đi chơi chút mới về. Không có chơi về bây giờ. Này chỗ ở của bà nè. Này là gọi là cái chòi. Dạ. Bà không có đồng bạc trong túi nữa. Khóc muốn gần chết rồi. Gửi thêm gắn hộ cắn đánh động. Khổ lắm. Rồi ban đêm là bà ngủ. Bà ngủ ở đây luôn. Ở đây. Vậy cái chòi đây ngủ đây là trên 10 năm rồi. Dạ. Hồi đó đây nước sình không, rồi cái cô anh sao cho 10 miếng đàn. Tại làm phước cho lắm. Dạ. Ta thấy mình đàng hoàng ca từ ngày đó. Dạ. Ta cũng ăn thường sáu cháu lão ăn. Nhỏ này nó ở thường sáu nè. Cháu tiền, cháu lão, cháu thuốc nó gì tùm lum luôn. Vì người ta cho rồi á, tưởng đâu biết người ta, ta lại hỏi ai vậy. Trời ơi, con ngại kia đang đòi là cho ngoại đó. Bà ơi, bà không nhớ không có sao đâu, không có ai buồn bà đâu, bà đừng có sợ. Dạ. Thôi còn mong ông chờ phù hộ cho bà mạnh khỏe đi. Dạ, cảm ơn cô nhiều lắm nha coi. Dạ, trời giới Phật. Cho cô mạnh giỏi đi. Bà này, dạ ơi. Tội nghiệp vợ chồng của cái em bên Úc đó. Dạ. Nghe ai khổ vậy đó thì... nó đi vận động rồi nó xuất tiền ra để cho người này người kia vậy đó, những người già cả neo đơn vậy đó bà. Trời mình ơi, bà gần 90 tuổi rồi không? Dạ. Cho tội nghiệp á. Dạ. Đó, bà muốn khóc không? Thôi bây giờ vậy con tới đây thăm bà. Con gửi phần quà cho bà vậy. Đó con cũng lắm. Cầu chúc cho bà được sớm mạnh khỏe và cũng có nhiều dạ cũng có những mạnh thường quân có những tấm lòng hảo tâm để rồi gần xa khi mà người ta xem cái chương trình này đó bà, người ta biết được thì người ta cũng sẽ giúp đỡ cho bà đó vậy đó. Gái ơi vô rồi con xin phép bà, con về nha. Dạ, con xin phép bà, chúc bà nhiều sức khỏe. Tới Cần Thơ mấy tiếng? Dạ, chắc cũng khoảng chạy chậm chậm, chắc cũng tiếng mấy hai tiếng đó bà. Ngồi xe đâu? Xe con đậu ngoài trước. Đậu ngoài trước bà. Dạ. Rồi đi về đây, cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ. Bỏ bà nha. Dạ, nếu như mà có điều kiện thì con sẽ đến thăm bà, vậy đó. Rồi con về nha bà. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Dạ, con gái của con. Ngồi gái lớn vậy đó hả? Dạ rồi. Dạ chưa bà ơi. Khoan gã nha, đẹp gái lắm. Con cảm ơn bà. Đẹp không? Dạ. Đây là nhà của bà cụ Lý Thị Lũy nè. Đây. Chiếc xe lăn của bà. Dưới ở đây có cái ghế.
cũng cũ của người ta cho đó. Đây là chỗ nhà bếp. Đây, nhà bếp của bà sinh hoạt có một mình thôi. Hôm nay lại thì cũng có chị kia trên phường á, chị cũng có giúp đỡ cho bà sống nhờ sự giúp đỡ của người khác thôi. Con cái không có lo gì hết. Thì cái chòi của bà nè. Lúc nãy là tại vì do mình nghe nói trước là hoàn cảnh của bà như vậy, khó khăn đi lại nấu nướng này kia, cho nên mình mới mua những cái đồ nhu yếu phẩm nó dễ ăn như vậy cho bà, chứ để bà đi lại khó khăn, mình rồi ăn mì gói rồi ăn mua gạo không vậy thì cũng khó cho bà lắm. Nhà bà nằm sụp sệ ở đây nè. Nay xe của cái chị cũng lại cũng hỗ trợ cho bà, cũng may mắn là bà cũng có được người ta biết tới á, rồi hỗ trợ thì bà mới có được xe lăn này nọ. Xin chào bà con. Chào mọi người nha. Đây, để quay cho mọi người thấy là mình đang đứng ở chỗ phía sau mình là nhà của bà cụ Lý á. Mấy vừa nãy thì hai mẹ con cũng vô thăm nhà của cụ rồi, cũng mừng cho cụ là cũng có được một số người họ biết tới và giúp đỡ cho cụ, nên cụ mới có được xe lăn, xe đẩy cái đấy để mà đi lại hàng ngày, chứ không cụ ngồi có một chỗ à, đi lại không có được. Rồi bây giờ thì hỏi quá. Bây giờ thì tiếp tục thì mình chuẩn bị đi về Cần Thơ, tại vì bây giờ cũng gần 5 giờ chiều rồi. Em cũng xin cảm ơn gia đình của anh chị, anh Jason và chị Dana ở bên Úc đã có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn như là bà cụ Lý ở đây. Và chúc anh chị thật là nhiều may mắn, niềm vui trong cuộc sống, cũng như là tất cả mọi người, những ai đang xem video này sẽ được thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống, để cuộc sống của chúng ta sẽ không có còn nhiều nữa những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy. Bên cạnh đó thì cũng mong là sẽ có nhiều những mạnh thường quân hơn nữa sẽ giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn, neo đơn già cả mà cần cái sự hỗ trợ giúp đỡ của mọi người. Bây giờ thì em xin cảm ơn tất cả mọi người. Dạ, cảm ơn những cái tấm lòng hảo tâm. Rồi bây giờ thì Tâm xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video clip lần sau. Xin chào bà con. Xin chào mọi người cảm nha. Bà con bây giờ thì lên đường xin về Cần Thơ. Bye bye.